Trước tình trạng đi lại khó khăn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tạo xén hè, giải phân cách, điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao ngã tư Sở nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này. Theo đó, xén mở rộng lối quay đầu dưới gầm cầu ngã tư Sở phía đường Nguyễn Trãi. Tại gầm cầu phía đường Tây Sơn, đơn vị thi công đã xén giải phân cách, mở thêm một lối quay đầu cho các phương tiện. Bên cạnh đó, tạo thêm làn đường từ Trường Chinh đi thẳng đường Láng. Ngoài ra, tại các điểm rẽ từ Trường Chinh về Tây Sơn, Nguyễn Trãi về Trường Chinh cũng được xén để mở rộng. Việc cải tạo xén hè, giải phân cách dưới gầm cầu ngã tư Sở là một trong những giải pháp tạm thời của thành phố Hà Nội nhằm hạn chế ùn tắc nút giao này.